Chiều ngày 11 tháng 11, Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự đối với 8 bị can gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 53 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Trần Mạnh Hà, 51 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Đỗ Văn Sơn, 45 tuổi, Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Nguyễn Thị Sen, 38 tuổi, Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường, Nguyễn Thị Tích, 60 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mofa, Ngô Thế Vinh, 57 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Thiết bị Y Nha khoa Việt Tiên, Nguyễn Đăng Thuyết, 52 tuổi, Nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành An Hà Nội, Đỗ Mỹ Hạnh, 40 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Cao Vân Sa. Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, điều chỉnh đầu tư tại quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 với tổng mức đầu tư là 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư, công ty AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu, để công ty AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị là 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng.